Mẹ ạ? Phương. Mẹ. Mẹ làm sao mà mẹ phải đi bệnh viện ạ? Mẹ. Dạ. Mẹ. Mẹ chỉ bị đau khớp thôi mà. Mẹ đi khám định kỳ. Mẹ không sao đâu. Con lên phòng trước. Con gọi điện thoại cho mẹ mãi, mẹ không nghe. Hà nói là mẹ đi bệnh viện. Con lo quá, thế là con đi lên đây ạ. À, mẹ không sao. Bây giờ mẹ chỉ bị bệnh già thôi mà. Chứ con đưa mẹ vào nhà. Ừ. Con không phải lo cho mẹ đâu. Lên làm gì cho nó vất vả ra. Em đã bảo chị không được nói mà. Lố ra thì sao? Chết. Chị Phương lên đây mà lộ chuyện ra, cho anh công anh giận chị cả đời mất. Đã bảo là đừng nói rồi chị Hà. Ui là chị. Biết rồi. Ờ. Đừng nói gì nữa nhá. Lần nào dặn biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ đau ở chỗ nào? À không, mẹ không sao. Không hiểu sao đợt này con cứ thấy trong người nóng ruột mẹ. Thế nên lúc con gọi điện cho mẹ không được, con lo quá. Con không ở đây, nhà bao nhiêu việc như thế, mẹ phải chú ý sức khỏe mẹ nhé. Không biết chị Phương có nghi ngờ gì không? Chị nghĩ là không đâu. Chị Phương tính tình ngây thơ thật thà lắm, cho nên là không thể nào mà đoán ra được. Chứ phải như chị ngay từ lúc mà anh ấy tỏ thái độ lầm lì là chị đoán ra được luôn rồi. Cấm hai cô không được nói gì để cho chị Phương nghi ngờ đấy, đặc biệt là của Hà. Vâng. Chị. Em chuẩn bị về sớm đi, muộn rồi. Chị nhớ chị quá, đi vào đây chơi. Đi vào đây em pha nước canh chị uống. Ôi, quả quê của chị ngon quá. Thơm ơi thơm ý. Này nha. Chị bảo sao mà mọi người, chị thấy ai cũng gầy đi, phờ phạc hẳn ra. Đến Hà cũng như vậy. Tại vì chị bỏ tụi em, mẹ thì ốm mấy ngày, có mỗi một mình em phải lo từ trong ra ngoài, cho nên là phờ phạc là chuyện đương nhiên ạ. Lúc nãy ở trong phòng mẹ khóc nhiều lắm. Hai đứa nói cho chị biết đi, mẹ bị bệnh gì phải không? Ừ, có đâu. Nãy chị thấy mẹ rồi còn gì nữa. Mẹ thì chỉ bệnh vặt với lại bị đau xương khớp thôi. Cả hôm nọ do chị đi, mẹ cũng buồn, ăn uống thì thất thường cho nên mới bị thế, chứ có bệnh nặng gì đâu. Thật không? Có. Thiệt mà. Ok, bọn em giấu chị làm gì đâu. Ừ. Thôi thế chị cũng yên tâm. Nhớ đấy nhá, chị dặn rồi, có bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải nói với chị, không được giấu đâu. Chị và anh Công đã ly hôn, nhưng mà bố mẹ vẫn là gia đình của chị. Mấy đứa vẫn là em chị. Rồi em biết rồi. Đi đây ngồi. Thôi có khi chị về luôn đây, không để xe lại hết chuyến. Đồ của chị mới gửi lên, nhớ ăn luôn đi nhá, không nó hỏng đấy. Gửi lên một chút mà. Chị. Thôi chị về đây. Vâng. Thôi không phải tiễn đâu nhá. Mẹ ơi, con
về luôn đây ạ. Không biết lúc chị Phương biết chuyện thì sẽ như nào nữa. Chị đang nghĩ không biết là việc mình đang giấu là đúng hay không nữa. Nhưng mà anh Công cũng có cái lý của anh Công. Thôi thì bây giờ mình cứ tôn trọng anh Công trước đã.